và bài hát này mình tặng cho người bà ngoại của Long trong ngày hôm nay. Tuy là không phải là ngoại ruột nhưng mà cũng rất là thương bà ngoại của Long. Bài hát này mang tên Phút Cuối. Chỉ còn gần em một giây nữa. Thank you.
nay.